này mua ở chợ cô hả? Cô mua giùm ở chợ đó. Dạ. Rẻ. Nhiêu ký cô? Này nồi, này là nồi cháo. Ờ. Hôm nay mấy người làm ta? Nhìn cái cục thịt mà chặt đá ghê á. Vậy đó hả? Dạ. Ở ngoài thì gặp mà nhất là cái này nè. Bữa hổm là chú quay tôi lên rồi tôi đi bán đi số đó, ai cũng hỏi tôi hết trơn. Ngoài nữa cô bác quý anh chị mà ở nước ngoài gặp chắc nhớ cái món này. Gọi là cây chuối á. Cây chuối non á. Nhà mới này thì nó khang trang lên rồi. À, mà không những có chỗ mà che nắng cho mưa, còn có một nơi ấm cúng khang trang mà cho các bé nó học nữa. Đến thời điểm này cũng hoàn thành khoảng gần 90% cái công trình của mình. Khoảng 10 ngày nữa là xong. Thì hôm nay mượn cái ly rượu này ha. Dạ. Em chúc anh với... Quý anh chị ạ, thì hôm nay là ngày 29 tháng 11 âm lịch đó cô bác quý anh chị, cũng gần một tháng nữa là đến cái ngày Tết Nguyên Đán. Hôm nay thì nhà anh Sang Dương con, nhà anh Sang lợp lại cái mái nhà nên mua hồ quay cho cô bác quý anh chị xem. Đang làm gì vậy Dương? Ồ, nay nấu cháo vịt hả? Ồ ngon quá ta. Hôm nay mình mặn cúng à chị hả? Ồ ba. Ba đây là mẹ của anh Sang. Không phải. Dạ. Cô hả? Cô vợ. Nay mình mặn mấy con vịt cô? 4 con. 4 con hả? Cúng hồi sáng rồi hả? Chưa. Mới ấy nè, đang cúng nè. Dạ. Bây giờ là mình mới mới chặt ra đang sắp lên dĩa cúng ha. Đâu có kéo gì đâu. Dạ. Cúng đất đai. Ồ. Mọi mua 4 con vịt này mua ở chợ cô hả? Cô mua giùm ở chợ đó. Dạ. Rẻ. Nhiêu ký cô? 45 ngàn hả? Này nồi này là nồi cháo. Ờ. Hôm nay mấy người làm ta? Nhìn cái cục thịt mà chặt đá ghê á. Nay có nhậu không? Mấy ổng có nhậu không? Biết đâu. Cô biết hả? Ừ. Sáng cô vô nấu giùm á hả? Ừ. Cái nồi đó nãy chưa vậy mẹ? Cô nấu lúc mấy giờ? Mẹ xuống nãy 7 giờ. Sáng đưa nhỏ đi học rồi mới xuống. Ừ. Dương đang gọt ấy gần hả? Gần đâu. Anh là sao ta? Anh là cháu nữa. Anh cháu hả? Cháu ở sớm đó. Dạ. Thôi con vô cô, vô coi lợp đến đâu rồi. Dạ. Ôi sáng nay nấu cũng nhiều quá ha. Em chào. Dạ anh ơi, đừng có quay em. Ờ không sao đâu, không quay đâu. Này là xào hả? Vậy là bữa nay chắc nhậu rồi. À, đây vịt kho nè. Còn đây là vịt xào đậu que. Không quay đâu. Cái này là huyết vịt hả? Huyết vịt mình làm gì ta? Bỏ vô cháo hả? Chị là sao với anh Sang vậy? Dạ em là em vợ. Ờ à, em vợ anh Sang hả? Dạ, con của bà đó đó. Ồ. Con chào bác. Bác là mẹ của anh Sang mà. Ờ mà bác mẹ của anh Sang đó. Dạ hôm nay bác vô hả? Ờ. Ồ, cờ chốt. Ừ. Bác đang quét hả? Ờ. Con đang làm gì vậy? Con đang viết bài. Viết gì đâu?
cái gì đâu cho coi với rồi. Lấy ra chú Hồ coi rồi, mở rồi. Cái gì đọc coi. Hả? Cá má hả? Đâu viết được mấy chữ rồi, mấy chữ rồi. Chưa viết được chữ nào nữa hả? Cái bàn học là cái ghế luôn. Hàng ngày có học gì hay sao Lý? Con mới dọn ra. Mới dọn ra hả? Ừ. Nói chào chú Hồ nghe ơi. Con chào chú Hồ. À. Cảm ơn chú Hồ. Nói. Cảm ơn chú Hồ. Giỏi ta. Nói chuyện với người lớn thì sao? Dạ thưa. Ờ nhớ rồi, quen rồi. Có nói với cô, nói chú Hồ dạy vậy không? Nói sao? Ừ, dạ thưa. Ăn cơm chưa? Chưa. Ê, hôm nay con cứ đi học không? Dạ không. Dạ không, ngoan rồi đó, biết rồi đó. Ở chú Hồ ra trước nha. Vô đây phụ hả? Dạ. Ở trong nhà đi thẳng ra trước luôn. Ủa cái gì dữ anh Sang? Đây nè. Này cát với đá. Nói chuyện vô thêm nữa. Ồ, nhiêu khối nữa? Thì 4 khối đá với 5 khối cát nữa. 4 khối đá, 5 để làm cái nào ạ? À? Làm bển còn thiếu, bển còn tô rồi đó. Ờ, kêu còn thiếu ha. Dạ, với còn lót cái nền nữa. Lót cái nền nào? Cái cán nền gạch đó ha. Dạ, lót đó, lót gạch đó. Không gà chuyển này, mai chuyển mấy ngày? Thì 4 ngày, 5 ngày gì á. Làm đến mấy giờ nhậu? Hả? Làm tới chiều 4 giờ, 5 giờ. Bữa nay làm luôn hả? Không có, nay không có làm, nay lọc không. Làm xong là nhậu luôn. Dạ. Anh em nhậu ăn uống được. Ờ. Ở ngày cũng gần xong rồi, chuồng bò xong chưa? Chuồng bò còn cán tới nữa rồi à. Vậy hả? Dạ. Hồi sáng giờ kéo lên lọc rồi xong rồi hả? Dạ, lọc cũng gần xong rồi. Ừ, lọc hồi mấy giờ? Hồi 7 giờ mấy. Sáng mình có cúng kiến gì không anh? Có cúng bánh trái cây rồi. Trái cây hả? Ai đứng ra giấy? Dạ, em đứng làm giấy cúng. Em đứng giấy cúng hả? Dạ. Ừ. Thấy có mẹ anh vô nữa đó, mẹ anh có giấy cúng không? Ông bá mới vô sau. Hồi sáng là mình cúng đất đai hả? Dạ. Ừ. Hôm nay làm giấy cho cái công việc của mình nó suôn sẻ, làm ăn nó phát đạt. Dạ. Em coi bò rồi. Dạ. Mới gì gánh cái đầu em cán cái nền cái nữa. Biết kỹ thuật chăn nuôi không? Cũng không biết, cũng không hỏi chứ nãy giờ học rồi người ta chứ. Thì cái nào cũng phải học từ từ ha. Dạ. Chứ mình đâu có biết liền được. Dạ. Không ngày mừng ngủ được không? Cũng được. Thấy cũng vui. Cũng vui. Cô bác anh chị hôm nay cũng vào cái dịp đi làm, hôm nay vào cái dịp đi làm ra nên Bùi Hồ tranh thủ chạy vô đây coi nhà anh lợp nè, anh vô đây quay cho cô bác anh chị xem luôn ha. À, vô luôn được không? Lợp trên rồi hết mà. Dạ. Đây anh em mình vô cái này chừa cán lên ha. Đổ đất, anh không ngày đổ đất vô ha? Dạ, anh mới đổ ngày qua. Tô được một phần ở trên đó hả? Dạ. Đường đó là chừa điện vô đó phải không? Dạ. Đó nữa gánh cò dao chứ. À. Cái đó là cái đường điện. Cái đó là hồn. Hồn quá, cái đó là cái đường điện chính hả? Dạ. Đường điện kéo ngoài về đó. Ừ. Tốn điện, đi điện tốn bao nhiêu tiền? Cũng 2 triệu. 2 triệu? Dạ. Tiền cây, tiền gói, tiền đó, hết luôn là 2 triệu đồng. Cái này là tới đây là xây đến đó là xong đó ha. Dạ, đúng rồi đó. Giờ chỉ còn tô gắn miếng lam lên đó cô bác của anh chị. Gắn miếng lam lên nhìn đẹp ha. Dạ. Anh nói tính sơn bao giây? Này nữa chắc là vậy luôn chứ sơn biết sơn sơn ha, màu trắng. Anh nói là sao? Sơn màu trắng nào. Không, nhà kìa. Quá hùng, cái nhà sơn màu gì? Tính sơn thì màu gì đó cho nó đắt sáng sủa. Anh thích màu gì? Màu nào sáng là được rồi. Màu nào sáng là được rồi. Dạ. Ồn cô bác của anh chị thông cảm ha. Gần đây đồ hết nè. Bơi sơn tô bên đó được một phần rồi đó. Dạ.
Cửa này nhìn rộng thoáng mát ghê á. Nhà nhìn đẹp. Ồ, xây cái bếp luôn đó hả? Làm cái khuôn bếp rồi. Làm khuôn bếp rồi luôn ha. Xây nhà chắc chắn ghê á. Đây là nhà vệ sinh hả? Dạ. Nhà vệ sinh, nhà tắm ở đây luôn. Dạ. Chỗ này thấy rộng nè. Dạ. Chỗ này em thấy rộng nè. Dạ. Ồn quá, cô bác quý anh chị không biết có nghe gõ không? Tài năng thoáng mái á. Cái này là bao nhiêu anh? Rộng này bao nhiêu? Này đài ngang mét 5, dài không biết này chắc cũng 3 mét quá. Cả 2 mét mấy à. 2 mét mấy, ờ à, đi ra đi. Dạ. Làm này đứng cao vừa ở đây luôn ha. Chỗ này để làm gì ta? Cái nữa để kệ đồ nấu ăn rồi, chén bát rồi. Đổ kệ nấu ăn, còn này là để bếp ga đồ nêm nếm ha. Dạ. Ồn quá. Ờ hôm qua khoan cây nước chưa? Dạ chưa. Chưa khoan hả? Dạ. À khoan cây nước để khoan ở đây nè. Khoan bên đây nè anh. Đây nè. Đâu làm dấu chưa? Nó có vô chỉ nó làm bên đây đi. Tặng anh gác cái hay lên đây nữa mình đi nước luôn. Em thấy bên đây hay hơn á. Bên đó thì sợ nó cận điện. Ở đây có một cái để mấy viên gạch đứng lên làm cái giống như cái miếng lam á. Dạ thế thế làm. Thế làm nhưng mà đỡ tốn tiền hơn ha. Dạ. Hay á. Ra coi cái chuồng bò với coi. Này không biết bao nhiêu ngày nữa xong, đợi nhiều xuống coi. Khoảng bao nhiêu ngày nữa xong anh nhèo? Hả? Còn đập gạch xuống đây nữa hả? Đập rồi đó, bây giờ đầm rồi đó, bây giờ coi chỗ nào cao cái mình nện cái rồi nữa cái mình cán, đậu trộn người ta một cán nè. Dạ. Yeah. Thấy đẹp á. Nói chung là nhà mà cô bác quý anh chị nhìn từ đây đến đó nè, nhà lợp một mái thôi. Dài lại nhiêu anh Sang? Dài 12. Dài 12. Ủa, dài 12 ngang 5 á, phải không? Dạ 12 ngang 5, ngăn làm 2 phòng. 2 phòng thì ở đây là một nhà vệ sinh đó, nó nằm ở ngoài ngoài đó. Nhưng dạ. Mà cái cửa quay vô trong đó. Mà chỗ này là cái sàn bếp, cái sàn giếng. Sàn giếng với lại nước rửa chén rồi đó. Dạ. Ở trong thì có nhà bếp ở trong luôn. Nói chung là nhà này là nói chung là có phước lắm á. Dạ. Ha. Dạ. Rồi xong đi rồi cho em 2 ngày đem đem bò về. Dạ. Ok, cũng cảm ơn cô bác quý anh chị luôn. Thì trưa nay có gì thể quay tiếp cho cô bác quý anh chị. Xong rồi đi đâu? Đi nước nhỏ đi. Dạ. Đi bẩn á. Rồi lát nữa quay lại ăn không? À không biết nữa. Sao vậy? Nước nhỏ về thích. Rồi nói vậy chứ em hỏi anh nữa cái anh nhiều khi nào xong? Anh dự tính như giùm em 10 ngày nữa gì? 10 ngày nữa hả? Em sớm sớm giùm em cái đặng có trùng bò sớm được không ta? Bò đem về sớm được không? 10 được. Ngày nữa thì anh Sang có rảnh chưa? Vậy khoảng thứ tư tuần sau xong không? Chắc xong ha. Xong thì bây giờ tập trung đánh ở trong trước. Dạ. Tôi gọi cho anh vô ở đi cho nó ổn định đi. Rồi có bắt gọi thì bắt. Dạ. Rồi vậy đi ha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Quá cực khổ. Cúng hả bác? Đâu rồi, bác có cái chanh đâu rồi. Cái chanh nặng vô rồi. Mình dọn cúng ở đây luôn hay sao? Cúng ở đây rồi, cúng ở bên nhà bánh. Ồ dạ. Hấp dẫn quá ha. Bốn con vịt mà làm vừa xào với lại vừa xào vừa nấu cháo. Nấu cháo luôn ha. Là thấy nước ngoài gặp là thấy thèm rồi. Vậy đó hả? Dạ. Nước ngoài thì gặp mà nhất là cái này nè. Bữa hổm là chú quay tôi lên rồi tôi đi bán đi số đó, ai cũng hỏi tôi chứ. Ngoài nữa cô bác quý anh chị mà ở nước ngoài gặp chắc nhớ cái món này. Gọi là cây chuối á.
cái chuối non á. Thôi thôi con đợi cúng đi. Cho nhà bà hai không dạ được thôi đợi cúng đi dạ. Ồ cái này là chuối non mình sắt ra bác ha. Ừ, này mấy cây? Cây đó. Cây một cái này mà cặp với lại gỏi vịt mà ăn miếng cháo vô uống ly rượu thôi còn gì băng. Dạ thầy chú ở đây rồi dặn mặn cháo nha. Ờ, dạ coi về trưa trưa con quay lại con ghé với nhà mình chung vui tí xíu nha. Thôi coi giờ con công việc con đi. Không có. Bây giờ mình cúng cái đó rồi còn cái này dọn ra ngoài nhà u hả? Ờ dạ có gì con đi học cái. Rồi thôi bye bye. Có gì chút xíu con quay lại sau nha bà nha. Nghe cô nha. Rồi. Lát lại ăn cháo nghe cái gì. Cái gì? Lát chú ngồi lại ăn cháo. Nhậu được không? Dạ được. Con nhậu không? Không. Sao ạ? Con bệnh. Nãy vô thấy thấy xe còn ngoài đầu đường nữa không? À, chắc còn mà, không sao. Ôi, nhịn này ngon quá năng nè. Ai mà ở xa quê hương ha. Gặp cái món này một cái à. Phải về Việt Nam ngay thôi. Nãy nói là hơi lỡ lời của bác Quỳnh chị có gì không? Cái thôi con về thôi. Cô bác Quỳnh chị, bây giờ thì Bùi Hồ quay trở lại nhà anh Sang để coi như là hôm nay anh cũng để lợp cái nhà mới á. Thì Bùi Hồ có hôm nay thì nhà cũng cúng xong thì cũng tổ chức cho các anh thợ hồ nhậu. Thì Bùi Hồ ủng hộ một thùng bia coi như giúp vui với gia đình của anh. Mới vừa học ra xong luôn á. Anh thành thử là ở đây chắc uống vài lon rồi đi về. Hôm nay mất dạy rồi. Đi đường ngoài này đi, đi đường ở trong ngoài. Ôi, chó đi bột chân à. Anh Sang ơi. Dạ. Vô cũng. Dạ anh. Rồi em phụ thùng bia rồi. Cho mấy anh em nhậu. Dạ. Để cho mấy ông thợ. Anh tính vô chưa? Tính tiền nãy giờ thôi, vô chưa. À. Dạ. Dạ. Vô ngồi đây, dạ dạ. Cho em ăn cháo đi. Ừ, ăn miếng cháo đi. Dạ. Cho bật cho nóng lên. Ở dọn làm bên đây luôn ha. Coi như mới về cho đông vui á. Coi như xong đất. Ừ, mình về nhà mới. Ông cúng dạ. Mà đông đủ vậy chứ thiếu ai chiên tí thôi à. Dạ. Tí hả? Tí này. Anh nhiều chút quá. Rồi. Cháu ăn cay. Không sao, sáng. Nãy giờ làm lâu chưa? Qua bển kêu mẹ ông dạ. Nè, kêu mẹ ông nè. Rồi anh tên gì? Với gì đầu qua thì ngồi vui đó. Anh giả hả? Ngồi đông vui. Kêu không sao? Giả là thiệt á, thiệt. Kêu sao? Cái này là mình quất cái lử ra đây. Thôi thôi, em ăn miếng này đi. Em ăn gì từ gấp luôn. Ừ, ăn gì từ gấp đi à. Hồ. Dạ. Trời mẹ, ăn cái gì đâu mẹ, giống gái quá hả? Có lử để nói chuyện được, lên quạt quát rồi coi. Cảm ơn anh Hải nha. Trời ơi, nói chuyện quá hay rồi, hỏi học có MC không? Không có MC mới được, còn lên chương trình mà hay quá trời, học không học gì hết trơn á. Này ngon à? Mà cái này là món dạ. Gần nè. Con nhỏ em nó cũng đang ở không à, nó có đi đâu dẫn theo cái gì. Dẫn theo nó là nó vô giữ xe đâu cũng được. Ví dụ vậy. Giữ xe chứ còn mà được. Ví dụ đi đâu đi xe lý vậy ừ. Vui cái nhà cái nhà không cái nhà không cháy giờ nhà tường nó không cháy đâu cái này là không, nổ không có nổ được cái này là mình cộng đồng làm ăn cộng đồng không cái này thì hợp tác được ngon ghê này ngon à cho lý coi tính uống em uống anh Sang cái đây đúng rồi đúng rồi thôi uống nhanh cái dạ em uống với anh Hải ha rồi. Rồi, Hải đi. Dạ Hồ Hải mà ảnh lúc nào lớn hơn em mà uống nguyên ly luôn hả nó nhỏ mà. Đây này cũng có đâu đây á. Nhà mới mà. Dạ. Uống này chứ. Ờ chơi cho nó tràn trề đi ha. Uống kiểu trường gian luôn. Dạ. Ừ. Tính với thằng Tùng này hang này chắc nó đi ở Tây Ninh hay gì á. Nước vừa nào. Cái luôn. Vừa. Thôi em uống nước lạnh nè. Nước lạnh mà. Dạ, nước này đi. Không có. Dạ. Ừ. Uống cái trường gian muốn ăn lên nhiều biết độ ví dụ mà tao pha uống nó không uống thì nó cực kha 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 thôi á cực kha kha rồi uống có đùi đó nó tới đùi rồi chưa tới giò chưa tới chân mới chạy tới đâu nha đã tới đó rồi ha ôi sáng mà
hồi đó giờ đâu dậu buổi sáng đâu, thứ bảy chủ nhật quen quen dậu. Tại nay lập nhà chứ cũng đâu có dậu. Dạ. Mời cô bác của anh chị luôn, chẳng quen chút xíu tắt rồi nhậu. Em muốn ăn cá anh sang dứt nào được dứt thôi đây là. Dạ. Chị Tâm mới uống hả? Chị uống với anh Sang hả? Cảm ơn Trúc. Trúc này không gài, dạ cảm ơn anh. Trúc này không gài vận chuyển đá tiếp. Ừ, anh Sang nè. Đây công tác vậy dần dần. Ừ. Nên anh em vận chuyển đá dần. Giờ là uống người cái đi rồi thế nói chuyện sao? Nói chung bình hồ á. Mình ví dụ để đạo diễn nhà uống những cơ thì người cái đây dụ là mình á, dụ là mình không giúp tiền giúp bạc cái vấn đề được, mấy mình muốn giúp đời tiền bạc thì của mình trước khi cầm ly rượu uống nói với khán giả kênh em cái hôm nay sao này nhậu cảm thấy sao rồi đó, nay quá hôm nay được máy ấm rồi. Không ngày có thường nhậu không? Cũng ít. Tôi làm. À, bây giờ có nói không? Nó nói được không? Không hả? Nói thì mới vậy đó. Thôi để em nói trước cho nha. Cô bác quý anh chị thì hôm nay là ngày 29 tháng 11 âm lịch năm 2020. Thì cũng còn khoảng 10 ngày hoặc là 10 ngày hơn. Thì anh Sang sẽ chuyển vô cái nhà mới của mình để mà ở cùng với mấy đứa con, có một nơi mà che nắng che mưa. Trước đây thì nó có dột quá, căn nhà mới này thì nó khang trang lên này, mà không những có chỗ mà che nắng che mưa, còn có một nơi ấm cúng khang trang mà cho các bé nó học nữa. Đến thời điểm này cũng hoàn thành khoảng gần 90% cái công trình của mình, khoảng 10 ngày nữa là xong. Thì hôm nay mượn cái ly rượu này ha, yeah. Em chúc anh với gia đình này trong cái thời gian tới thì sau khi cất nhà xong mình cũng có bò chăn nuôi rồi đó, thì em cũng đã dọ bò mua cho anh hết rồi, chỉ cần giờ ngày lên chuồng là lên bò thôi đó. Thì mượn ly rượu này chúc anh cố gắng trong cái thời gian tới đó, mình cố gắng mình phấn đấu, mình có vốn chăn nuôi đồ nuôi dưỡng cho các bé anh ăn học đến nơi đến chốn, cũng như là mình chí thú làm ăn để không phụ lòng những mạnh thường quân, những người mà đã giúp đỡ mình, mặc dù là chỉ mới biết mình qua thông tin mạng thôi ha. Rồi, để cho tao cái đi. Vỗ tay cái đi. Rồi, đúng lên. Rồi, đúng lên. Anh có nói không? Đời cha khổ rồi, đời con gắng lo ăn học cho khó cái cảnh khổ giống như mình. Cũng khổ rồi. Cha ông bà cô bác hay cái gì chứ mấy chú cháu rồi đời kia có giúp đỡ được cho Sang vậy cũng Sang cũng quá quý. Thôi giờ cũng chúc cô chú cũng con cũng được vậy là con khỏe sức khỏe dồi dào sống dai, hỏi vợ sống sống dai khỏe dồi dào được sao này sống còn ổn hộ như người nữa. Còn như người nữa. Cô bác quý anh chị nha. Tiền bạc á, sức khỏe là quan trọng hơn tiền bạc đó nha. Sức khỏe là quan trọng hơn tiền bạc nữa. Cô bác quý anh chị nào mà có về ở cái vùng Đồng Tháp 10 á, đặc biệt là huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp thì ghé ngang nhà anh Sang uống ly rượu. Dạ. Rồi vô. Nói chung mấy mình đúng không? Mình chỉ mình bởi vì người ta đã nhận được tiền. Người ta dư giả, mình không có chúc người ta gì, mình chỉ có mong người ta sức khỏe mạnh khỏe, biết chi không? Bị người ta còn khỏe để biết chi không? Để người ta có thể người ta còn không phải giúp mình, giúp những nhiều người khác nữa. Còn nhiều chứ mình phải giúp mình nữa. Bởi vì người ta có sức khỏe người ta mới được, già mà chống gậy ngồi ở chỗ thì đâu có làm gì được. Có tiền thì nhưng mà người ta không biết chuyển đi đâu, làm vấn đề gì. Người ta còn đi đứng được, sức khỏe được, người ta lo được. Nhiều anh đời khó khăn. Có anh nhiều là giống như là chủ sĩ của nhà này á. Mà hôm nay là anh nhiều không, nãy anh nhiều anh rước con thì anh có nói nhiều chút xíu nhiều qua nhưng mà ở đây đồ mặn á thì cái thành thử anh nhiều cũng ngại sợ anh nhiều không anh ngại đồ. Sợ mình lo cũng có đầu tư dạ cũng có đầu tư nhưng mà anh nhiều nói tranh thủ thời gian này chút xíu qua chứ không phải là anh nhiều hờn giận gì ở đây mà anh nhiều hôm qua nói cô bác anh chị gõ luôn nhiều khi hỏi ngồi nhậu dốc ở đâu mà không thấy anh nhiều. Dạ cô bác của anh chị anh nhiều vô kìa. Ờ nãy giờ trốn gì? Có xuống dưới lấy cái mặn dẻ của cái nhà với nhà tư á. Lãnh thêm cái nhà nữa hả? Lãnh tháng mấy nay rồi, mà đổi mặn dẻ rồi. Dạ. Rước bé xong rồi lãnh chạy dưới rồi chạy về đây. Thôi ăn miếng cơm cho vui để thôi nhầm khi Mạnh Thường Quân nó không có anh, nhầm khi anh giận anh anh Sang sao? Dạ. Thôi ăn cơm đi nha anh. Dạ có ăn bố. Để đâu quay anh ngại nữa. Bốn rồi cơm, có biết điểm danh anh có mặt là được rồi. Cảm ơn anh nhiều nghe anh nhiều. Cũng muốn nhà nổi lắm anh nhiều. Uống rượu được không? Không, nghỉ luôn.
Nghỉ luôn hả? Giận rồi. Nói vậy chứ ăn chay mỗi vụ gì? Giận rồi, nghỉ luôn. Ông Sang ấy thôi, ông giúp mình làm một ly thôi. Thôi, thôi, ông cho anh uống. Thôi, khỏi đi, ăn đi. Ăn là vui rồi, có mặt là vui rồi. Cái muỗng này thật luôn không? Đúng sạch rồi. Cái món gì anh điểm danh cho em cái này? Cái món gì vậy? Món đó nha. Thì chả bì, chả bì gì cái đó cơm, cái gì đó? Nem rồi chả giò. Chả giò. Chả giò gì? Nem là đậu hũ. Nem là đặc sản của Đồng Tháp mà. Ủa mà chị lúc nào ăn tư cũng có món bò tẩu hết trơn á. Tháo có đâu.